chuyên mục hỏi đáp đấu phá thương khung số thứ 39, những bí ẩn và diễn biến hấp dẫn trong thế giới đấu khí đại lục. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục hỏi đáp đấu phá thương khung số thứ 39. Đây chính là nơi chúng ta cùng khám phá, phân tích và trả lời những câu hỏi thú vị xoay quanh thế giới kỳ ảo của đấu phá thương khung, một trong những bộ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng nhất của tác giả Thiên Tam Thổ Đấu. Trong từng số phát sóng, chúng tớ không chỉ giải đáp thắc mắc của độc giả về cốt truyện, nhân vật và những trận chiến đầy kịch tính, mà còn cung cấp những phân tích sâu sắc về các diễn biến quan trọng trong hành trình trưởng thành của Tiêu Viêm. Ở số phát sóng lần này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào những câu hỏi được gửi về nhiều nhất gần đây. Liệu viễn cổ bát tộc còn lại những ai là đồng minh của Tiêu Viêm, hay là tại sao trong nguyên tác thiết lập về Thiên Đình bảng lại dần dần biến mất? Nếu các bạn là một fan hâm mộ nhiệt thành của bộ truyện, chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ số thứ 39 này. Hãy cùng với chúng tớ lật mở những bí ẩn, hé lộ những góc khuất của đấu khí đại lục và khám phá hành trình trở thành cường giả vô song của Tiêu Viêm. Câu hỏi đầu tiên, bát tộc viễn cổ và tam đại gia tộc ma thú nào chỉ là đồng minh của Tiêu Viêm? Tại đấu khí đại lục tồn tại viễn cổ bát tộc và tam đại gia tộc ma thú, những ai là đồng minh của Tiêu Viêm thực ra chỉ có 5 tộc, và mỗi tộc đều sống đến tận hồi kết. Ngàn năm trước, viễn cổ bát tộc bao gồm tiêu tộc, cổ tộc, hồn tộc, lôi tộc, viêm tộc, dược tộc, linh tộc, thạch tộc. Thế nhưng mà sau ngàn năm, tiêu tộc, linh tộc, thạch tộc và dược tộc đều đã diệt vong. Nguyên nhân họ biến mất chính là do hồn tộc. Hồn Thiên Đế để chiếm được đà xá cổ đế ngọc đã tiêu diệt 4 tộc này. Trước khi mà Tiêu Viêm trở thành đấu đế, tiêu tộc chỉ còn lại dòng dõi của Tiêu gia. Vậy trong 4 tộc còn lại, những tộc nào là đồng minh? Thực ra chỉ có cổ tộc, lôi tộc và viêm tộc. Cổ tộc có thể nói là tộc đứng thứ hai trong số các cổ tộc còn tồn tại, với một cường giả cửu tinh đấu thánh, một bát tinh đấu thánh và ba thất tinh đấu thánh. Cổ tộc cũng là gia tộc của Tiêu Huân Nhi và cổ nguyên là nhạc phụ của Tiêu Viêm. Việc họ sống đến cuối cùng không có gì là lạ. Lôi tộc do Lôi Doanh đứng đầu, còn Lôi Động chỉ là thiếu tộc trưởng. Về các đấu thánh khác không qua được đề cập cụ thể. Tộc này tồn tại được nhờ biết thời thế. Sau khi dược tộc bị tiêu diệt, họ đã liên minh với cổ tộc và thiên phủ liên minh, nhờ đó sống sót đến hồi kết. Viêm tộc có Hỏa Huyền và Hỏa Chỉ đã quen biết với Tiêu Viêm từ trước. Họ từng cùng với Tiêu Viêm chiến đấu ở Thiên Mộ và Không Gian Tịnh Liên Yêu Hỏa để đối phó với Hỏa Nô. Tộc này có thể mạnh hơn Lôi tộc, với tộc trưởng Viêm Tấn cũng là một cường giả bát tinh đấu thánh hậu kỳ và thái thượng trưởng lão Hỏa Linh Tiên Tử là thất tinh đấu thánh sơ kỳ. Ngoài ra, Viêm tộc còn sở hữu nhiều loại dị hỏa, vậy nên sức mạnh của họ khá là lớn. Vậy tam đại ma thú nào đồng minh với Tiêu Viêm? Tam đại gia tộc ma thú bao gồm Thái Hư Cổ Long tộc, Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu Địa Minh Mãng tộc. Thực ra tộc đầu tiên liên minh với Tiêu Viêm không phải là Thái Hư Cổ Long tộc mà là Cửu Địa Minh Mãng tộc. Tộc này ban đầu bị Yêu Khiếu Thiên kiểm soát, tộc trưởng Yêu Minh bị giam giữ bên trong Cửu Hoàng Tuyền. Nhờ có Tiêu Viêm xuất hiện, Yêu Minh được giải cứu, Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão đều bị xử lý. Mặc dù Cửu Địa Minh Mãng tộc chỉ còn lại Yêu Minh là đấu thánh, thế nhưng họ luôn giữ lòng trung thành. Ngay cả khi Hoàng Thiên dẫn độ đến gây rối, Yêu Minh vẫn không phản bội bạn bè. Nhờ vậy, Cửu Địa Minh Mãng tộc có thể tiếp tục tồn tại, và trong tương lai họ còn có thể tự hào rằng họ là đồng minh của Viêm Đế. Thái Hư Cổ Long tộc có Tử Nghiên là bạn thân của Tiêu Viêm từ lâu. Tuy nhiên, Thái Hư Cổ Long tộc đang trong tình trạng chia năm xẻ bảy. Dù cuộc khủng hoảng tại Đông Long đảo được giải quyết, thế nhưng mà Thái Hư Cổ Long tộc vẫn chưa hoàn toàn liên minh với Tiêu Viêm. Sau khi Tiêu Viêm tiêu diệt Bắc Vương, Tử Nghiên mới chính thức đại diện Thái Hư Cổ Long tộc liên minh với Tiêu Viêm. Từ cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, Cửu Địa Minh Mãng tộc và Thái Hư Cổ Long tộc, có thể thấy rằng những ai liên minh với Tiêu Viêm đều được hưởng lợi. Giống như Hải Ba Đông, người đã tin tưởng Tiêu Viêm từ đầu, đầu tư vào Tiêu Viêm chính là quyết định đúng đắn nhất trên đời. Tóm lại, bất kỳ ai hoặc là tộc nào theo Tiêu Viêm đều sống sót đến hồi kết và có một cuộc sống tốt đẹp. Câu hỏi số 2, tại sao ở trong nguyên tác thiết lập về Thiên Đình bảng lại dần dần biến mất? Ở trong nguyên tác của đấu phá thương khung, Thiên Đình bảng không được giải thích chi tiết. Dưới đây chỉ là một số nguyên nhân chính. Trọng tâm sáng tác và giới hạn độ dài. Đấu phá thương khung chủ yếu xoay quanh sự trưởng thành tu luyện của Tiêu Viêm và cuộc đấu tranh với các thế lực khác nhau. Dị hỏa đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao thực lực và quá trình phiêu lưu của Tiêu Viêm. Tác giả Thiên Tầm Thổ Đạo đã dành nhiều bút mực để mô tả việc thu thập, luyện hóa và sử dụng dị hỏa nhằm thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện, giúp khán giả thấy rõ ràng hành trình của Tiêu Viêm không ngừng đột phá nhờ dị hỏa. So với đó, các dược đỉnh trong Thiên Đình bảng dù quan trọng với luyện dược sư, thế nhưng mà không phải là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến sự trưởng thành của Tiêu Viêm. Vì vậy, tác giả không dành quá nhiều thời gian để giải thích chi tiết về Thiên Đình bảng. Phân bố độ dài hợp lý. Một tiểu thuyết dài tập cần có sự phân bố độ dài hợp lý để đảm bảo sự chặt chẽ và nhịp điệu của tình tiết. Nếu mô tả chi tiết về từng đỉnh trong Thiên Đình bảng, bao gồm nguồn gốc, đặc điểm và quá trình luyện chế, sẽ chiếm dụng nhiều trang viết và có thể làm chậm tiến trình câu chuyện, gây cảm giác lê thê cho độc giả. Để nhấn mạnh trọng tâm và giữ cho câu chuyện mạch lạc, tác giả chỉ nhắc đến Thiên Đình bảng một cách ngắn gọn mà không đi sâu. Vai trò và địa vị của dược đỉnh trong câu chuyện tương đối yếu.
con đường trưởng thành của Tiêu Viêm. Con đường tu luyện của Tiêu Viêm chủ yếu dựa vào việc tự rèn luyện đấu khí, kiểm soát dị hỏa và trải qua các cuộc chiến đấu. Trong lĩnh vực luyện dược, dù dược đỉnh có hỗ trợ nhất định, thế nhưng mà Tiêu Viêm nhờ tài năng luyện dược xuất chúng, khả năng sử dụng dị hỏa tinh tế và kỹ thuật luyện dược ngày càng nâng cao, dần có thể luyện ra những đan dược chất lượng cao mà không cần đến dược đỉnh hàng đầu. Ví dụ về sau khi mà Tiêu Viêm đã mạnh mẽ, anh có thể dùng lòng bàn tay làm lò, dùng dị hỏa để rèn đan dược, khiến dược đỉnh không còn là yếu tố thiết yếu. Điều này làm giảm tầm quan trọng của thiên đình bảng trong câu chuyện về sự trưởng thành của Tiêu Viêm. So sánh với tầm quan trọng của dị hỏa không chỉ là nguồn năng lượng mạnh mẽ giúp Tiêu Viêm tăng cường sức mạnh, mà còn có nhiều đặc tính kỳ diệu và khả năng độc đáo như là khả năng thanh lọc của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hay là khả năng nuốt chửng linh hồn của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dị hỏa có thể phát huy sức mạnh to lớn ở trong chiến đấu, là phương tiện quan trọng để Tiêu Viêm đánh bại kẻ địch. Hơn nữa, quá trình thu thập dị hỏa thường đầy dễ hiểm nguy và xung đột căng thẳng, làm phong phú nội dung câu chuyện và tăng thêm sức ép cho tình tiết. So với đó, vai trò của dược đỉnh chỉ giới hạn ở việc hỗ trợ luyện dược, không có tác dụng trực tiếp đến chiến đấu và phát triển cốt truyện, vậy nên tầm quan trọng của nó khó có thể so sánh với dị hỏa. Vì vậy, tác giả đã không nhấn mạnh nhiều vào thiên đình bảng. Giữ một mức độ bí ẩn và không gian tưởng tượng nhất định, kích thích sự tò mò của độc giả. Mô tả ngắn gọn và sự xuất hiện không đầy đủ của thiên đình bảng có thể kích thích sự tò mò và trí tưởng tượng của khán giả. Khán giả sẽ tò mò về các sự đỉnh chưa được mô tả chi tiết, suy đoán về hình dáng, khả năng và câu chuyện phía sau chúng. Sự bí ẩn này khiến khán giả tích cực suy nghĩ và tưởng tượng trong quá trình đọc, tăng thêm sức hấp dẫn và tính tương tác của tác phẩm. Ví dụ, khán giả có thể dựa trên những đặc điểm của các sự đỉnh đã xuất hiện để suy đoán về sự kỳ diệu của các đỉnh khác chưa được giới thiệu, từ đó tự hình dung ra một thiên đình bảng riêng trong tâm trí của mình, làm phong phú thêm trải nghiệm xem phim hay là đọc truyện, tránh ràng buộc do thiết lập quá mức. Nếu chi tiết về thiên đình bảng được mô tả rõ ràng, có thể sẽ hạn chế không gian tưởng tượng của khán giả, khiến tư duy của họ bị giới hạn trong khuôn khổ mà tác giả đã đặt ra. Bằng cách giữ lại một mức độ mơ hồ, độc giả có thể tự do tưởng tượng về các khả năng của dược đỉnh dựa trên sự hiểu biết và sở thích của chính mình. Điều này giúp tạo ra một không gian sáng tạo văn học rộng lớn hơn, cho phép người xem có những diễn giải và cảm nhận khác nhau về tác phẩm, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho các tác phẩm phát sinh hoặc là sáng tạo thứ cấp của độc giả. Sự phát triển tình tiết tiếp theo và sự chuyển dịch trọng tâm của câu chuyện, diễn biến tự nhiên của câu chuyện. Khi mà câu chuyện phát triển, những thử thách chính mà Tiêu Viêm phải đối mặt dần chuyển thành cuộc đấu tranh giữa các thế lực lớn, đối phó với mối đe dọa từ hồn tộc và theo đuổi những đột phá cảnh giới cao hơn. Trong những cuộc xung đột căng thẳng và các sự kiện trọng đại này, vai trò của dược đỉnh dần bị lu mờ, và sự chú ý của độc giả chủ yếu tập trung vào cách Tiêu Viêm nâng cao thực lực, giải mang các bí ẩn cổ xưa và cuối cùng là cuộc chiến quyết định với hồn tộc. Thiên đỉnh bảng một thiết lập xuất hiện ở giai đoạn đầu, không còn là yếu tố then chốt trong việc thúc đẩy câu chuyện về sau, vậy nên tác giả không tiếp tục khai thác chi tiết. Hệ quả tất yếu của sự chuyển dịch trọng tâm, trong quá trình sáng tác, tác giả sẽ điều chỉnh trọng tâm của câu chuyện tùy theo bố cục và nhu cầu phát triển. Khi mà câu chuyện bước vào giai đoạn cao trào như là cuộc chiến Trung Châu, tranh giành động phủ cổ đế, những sự kiện này liên quan đến vận mệnh của cả đấu khí đại lục và trở thành tâm điểm. Nội dung liên quan đến dược đỉnh đại diện cho thiên đình bảng không còn là trọng tâm chính của câu chuyện, để làm nổi bật sự trưởng thành và quyết định của Tiêu Viêm trong các trận chiến quan trọng này, cũng như là những biến động trên đấu khí đại lục. Tác giả đã dành nhiều tâm huyết hơn cho việc mô tả các cảnh chiến đấu, xung đột tình cảm của nhân vật và trận chiến cuối cùng, dẫn đến việc thiết lập về thiên đình bảng dần bị lu mờ và không còn được giải thích chi tiết. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chuyên mục hỏi đáp đấu phá thương khung số thứ 39. Các bạn thì nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.